Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa. Thầy Minh Tuệ đã làm nên 13 kỷ lục phi thường. Một, tên Minh Tuệ tìm kiếm trên Google trong 0,5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm. Hai, chỉ chưa đầy một tuần lễ là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram. Ba, là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. Bốn, chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặc và thơ ca, đắp tượng. Năm, có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn. Sáu, là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam. Bảy, là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa cơm chay, không nhận tiền tài. Chính là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam hiện thời, gây bão mạng xã hội toàn tập. 10. Là người không sân si với đời, mà đời tự sân si, mà tăng tự hiện hình tự vả mặt mình. 11. Là người không có trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng được Phật tử khắp nơi yêu quý, tôn kính và nhớ tới nhiều nhất. 12. Là người không muốn nổi tiếng, mà nổi tiếng không tưởng. 13. Là người đàn ông duy nhất Việt Nam không lấy vợ, bỏ nhà đi ăn xin, mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ, muốn đi theo trải nghiệm hiện thời. Những kỷ lục này thật khủng khiếp, không phải người bình thường có thể làm được. Ngài tu theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật, bộ hành đi chân đất, mặc áo y phấn tảo, khất thực ngày một bữa, không nhận tiền cúng dường. Sau khi thăm dò dư luận trên YouTube thì có đến 98,6% ủng hộ Ngài Minh Tuệ. Kết quả tương tự trên các mạng TikTok và Facebook là 99,5% cho rằng Ngài Minh Tuệ là hình ảnh đẹp trong Phật giáo. Chỉ có 0,5% cho Ngài Minh Tuệ là hình ảnh xấu. Có thể thấy đại đa số công chúng đều cho rằng hình ảnh Ngài Minh Tuệ là một hình ảnh đẹp của một vị chân tu, đại diện cho học trò của Đức Phật, cho mọi người, bá tánh, đại chúng thêm niềm tin vào Đức Phật, làm cho mọi người muốn tìm hiểu và tu học theo đạo Phật. Những đóng góp của sư Minh Tuệ cho xã hội là không thể đong đo đếm được, làm thức tỉnh hạt giống Phật tâm, sống nhân từ, buông bỏ tham, sân, si, kẻ ác run sợ, tà pháp lộ diện. Sư Minh Tuệ nhờ có TikTok và YouTube đã gieo được triệu triệu hạt giống Bồ đề trong tâm thức chúng sanh. Đây là một sự cộng hưởng tuyệt vời. Hạt giống đó đã len lỏi vào tâm hồn của đại chúng, giờ đây chính là công việc của chúng ta, người đã nhận hạt giống quý giá đó, tưới tắm và nuôi dưỡng để hạt giống nảy mầm. Đây chẳng phải là đóng góp quá lớn của Ngài Minh Tuệ cho cuộc sống hay sao? Ngài Minh Tuệ đã đóng góp được gì cho đại chúng và xã hội? Ngài Minh Tuệ là một biểu tượng điển hình, thực chứng rốt ráo, mạnh mẽ, sống động, truyền cảm hứng hơn thiên kinh vạn quyển kinh sách về con đường tu học theo lời dạy của Đức Phật. Hành vi của Ngài Minh Tuệ thì đơn sơ, khất thực ngày một bữa, bộ hành chân trần, không nhận tiền, luôn vui vẻ, khiêm cung. Bài học thì quá lớn, vì trước Ngài, không ai tin là có người có thể làm như thế. Ngài Minh Tuệ là một bài pháp sống động, càng buông bỏ thì càng tự do. Hình ảnh Ngài Minh Tuệ với áo y phấn tảo, đơn sơ, bình dị, khiêm hạ, chân trần khất thực, ngày thọ thực một bữa, không nhận tiền, hình ảnh đó lay động trái tim hàng triệu người, hơn ngàn bài pháp. Buông bỏ tận cùng như Ngài thì đó chính là Niết Bàn tại thế. Giá trị của Ngài Minh Tuệ, một bậc chân tu đức hạnh, phẩm hạnh sáng ngời, thực hành theo lời dạy của Phật, đã là một bài học quá lớn cho mọi người. Chúng ta thấy, Ngài Minh Tuệ đâu có phát biểu hay làm gì đâu, Ngài chỉ bộ hành thôi mà vì sao các vị tu sĩ rúng động sợ hãi, phản bác, thậm chí miệt thị dữ vậy?
Câu trả lời đơn giản vì Ngài Minh Tuệ là minh chứng sống động nhất, thực chứng nhất của thực hành chánh pháp. Các sư thầy khắp nơi đều nói về thực hành chánh pháp, nhưng tại sao có một người thực hành chánh pháp thì lay động trái tim hàng triệu người và làm các sư thầy phản ứng dữ vậy? Bởi thời mạt pháp, lúc tranh tối tranh sáng thì các sư thầy kêu gọi phải đóng tiền giải quan gia trái chủ, cúng sao giải hạn, kêu gọi Phật tử bán nhà, ruộng vườn đất đai ra ngoài đường mà ở để cúng dường xây dựng chùa. Các clip trên mạng cho thấy các sư hợp bàn nhau tìm cách để Phật tử cúng dường, trục lợi, tham lợi dưỡng gây thất nhân tâm, mất niềm tin về đạo Phật trong đại chúng. Sự xuất hiện của Ngài Minh Tuệ như ánh sáng quang minh chiếu tới làm quần chúng nhìn rõ các phạm tăng, nói pháp thì thao thao bất tuyệt nhưng chẳng thực hành được lời Phật dạy là bao nhiêu. Có thể thấy dù có thông thuộc hàng ngàn kinh sách, không bằng một người thực hành đúng pháp. Một số vị tu sĩ thì cho rằng nếu Đức Phật sống ở thời đại này thì cũng không thể ôm bát khất thực, không thể đi chân không trên đường bộ bê tông nóng 40 độ C, phải vậy không? Có thể nói rằng các tu sĩ đó không làm được chứ không phải Đức Phật và các đệ tử chân chính ngày nay không làm được. Ngài Minh Tuệ là một thách thức giới hạn tận cùng cho những tu sĩ ngày nay. Những người tu tập một cách an toàn, sau cánh cổng chùa, trong tự viện với nhiều ràng buộc về chức vụ giáo quyền, về tài sản, quan hệ, mục tiêu. Nhìn vào Ngài Minh Tuệ, những tu sĩ này sẽ chấn động thân tâm. Các vị đó ngày đêm chỉ mong xây chùa to, tượng lớn, thu hút tín đồ, lợi dưỡng. Người thực tâm chân tu sẽ tu học tốt, kẻ phạm tăng thì sợ hãi, chống đối phản biện. Bất cứ người học Phật nào cũng biết sân cùng với tham, si được gọi là tam độc. Nó là một trạng thái tâm lý hết sức tiêu cực, có thể khiến tâm động loạn, sinh khởi những ý bất thiện, đồng thời làm cho thân chịu nhiều tổn thương. Người hiểu thì nhiều nhưng chế ngự được cái tâm sân ấy có lẽ phải mất một quá trình dài tu tập và đoạn diệt được rốt ráo chỉ có thể ở những bậc chân tu. Vậy nên, không gì khó lý giải trong những cách hành xử đầy sân hận của họ trước hiện tượng Minh Tuệ, một cơn sóng ngầm êm đềm mà dữ dội. Nhìn một cách khách quan, sư Minh Tuệ hoàn toàn không chủ ý để tạo nên sự dậy sóng và gây nên những thị phi. Đặc biệt hơn, ông càng không nghĩ rằng sự có mặt của ông với pháp hạnh Đầu Đà đã khiến lộ ra chân tướng của nhiều tu sĩ, kéo theo đó là những lề thói sai lệch bị xô đổ. Nhưng điều có ý nghĩa nhất là ông mang lại sự tỉnh thức. Nghĩ nào đó ông không làm gì, hoặc ông chỉ làm cho ông. Điều ấy có nét gì đó tương đồng với tinh thần bất bạo động của Mahatma Gandhi. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta,
mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tàn, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bá vinh hoa, hãy thật lòng sám hối nay và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta, mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tàn, dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.